Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. iPad thì chúng ta mặc định là giá cao. Thế nhưng mà chúng ta vẫn có những cái sự ngoại lệ nhất định. Ví dụ đây là con iPad Gen 9 phiên bản Wi-Fi 64GB. Và mức giá các bạn có thể thấy tại OneWay Mobile chỉ vào khoảng tầm 6.790.000 mà thôi. Mức giá cực kỳ tốt, dưới 7 triệu cho một cái máy tính bảng đến từ nhà Apple. Mà nó là hàng mới cứng cựa các bạn nhé. Ngoài ra thì trong cái thời điểm Tết này, Hot Sale Tết, thì chúng ta cũng có rất nhiều sản phẩm được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn tại đây. Từ iPad, iPhone, những sản phẩm của nhà Apple, rồi thiết bị âm thanh, thiết bị Smart Home trong nhà rất là nhiều. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo thông qua đường link phía bên dưới để chúng ta có một mức giá về nó là siêu siêu ngon các bạn nhé. Ok, thế thì quay lại một chút xíu với cả con iPad Gen 9 này. Thì nhìn nhận vào một cái yếu tố đó là về mặt công nghệ và về mặt trải nghiệm nhé. Thì chúng ta phải đánh đổi quá nhiều thứ để nhận về những thứ mà nó tốt vượt trội so sánh với tầm giá. Vậy thì các bạn liệu có chấp nhận được một cái thiết bị như thế này nữa hay là không? Cái chấp nhận đầu tiên mà chúng ta phải đánh đổi thì các bạn có thể thấy viền nó quá dày luôn. Đây, cái thiết kế này iPad đã dùng từ những năm 2011-2012. Tức là chúng ta có phần viền bên trên và bên dưới rất là dày và nó có một cái nút hô vật lý ở đây. Thì các bạn có chấp nhận được cái thiết kế này nữa hay là không? Với thiết kế này thì khi mà chúng ta cầm nắm sử dụng ạ, nó sẽ có một cái điểm tì tay và cầm rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Thì đó là gu của từng người khác nhau mà thôi. Nhưng mà không thể phủ nhận được một điều viền dày thì nó là một thứ gì đấy nhìn nó hơi chán đời một tí. Tiếp theo là cái phần mặt lưng này. Đấy, nó vẫn là nhôm, nó vẫn là một cái vật liệu xịn sò, nhìn nó vẫn trau chuốt chỉn chu về mặt hoàn thiện. Thế nhưng mà nó vẫn là một cái thứ gì đấy nó quá cũ rồi các bạn ạ. Và đấy là yếu tố mà các bạn sẽ phải chấp nhận khi chúng ta sử dụng cái máy tính bảng này. Đó là cái thiết kế của nó thì cực kỳ là chán rồi. Ok, cái đánh đổi thứ hai đó là cái màn hình. Thì cái màn hình này thuộc cái dòng thông thường, tức là Apple sẽ làm ra một cái màn hình với tấm cảm ứng và cái tấm hiển thị nó tách lớp nhau ra. Thì nó không đẹp, nó không quá sáng đây. Mình gần mắt độ sáng rồi, chúng ta mới thấy cái độ sáng nó mức vừa phải mà thôi. Và khi mà chúng ta nghiêng nghiêng thì góc nhìn của nó cũng không thực sự là quá tốt. Cũng như là cái icon các thứ thì nó bị chìm xuống phía bên dưới. Nó không được nổi khối và nó không được đẹp giống như những con iPad như kiểu iPad Air hay là dòng iPad Pro các thứ. Thì đây cũng là một thứ mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi, bởi vì đây là cái dòng giá rẻ. Ngay cả con iPad 10.9 mới, iPad Gen 10.9 gì đó, mình không nhớ là Gen 10 hay Gen mấy nữa, thì nó cũng vẫn sử dụng cái kiểu màn hình như thế này mà thôi để mà giảm giá thành. Và cũng có một cái điểm cộng, đấy là nếu như chẳng may chúng ta cần phải thay màn hình thì chi phí nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so sánh với những con iPad Air hay là iPad Pro. Thì được cái nọ, chúng ta sẽ phải đánh đổi cái khác. Ok, và cái chấp nhận tiếp theo đó là việc khi mà chúng ta mua những cái phụ kiện chính hãng cho cái máy tính bảng này thì nó rất là đắt. Bản chất cái máy tính bảng này chỉ có gần 7 triệu. Nhưng nếu như các bạn mua những cái cover kèm với bàn phím chẳng hạn, hay là các bạn mua những cái như là Apple Pencil cho cái máy tính bảng này chẳng hạn, thì mức giá của nó lại cực kỳ là cao. Thế nên là bản thân mình đánh giá là những cái phụ kiện chính hãng như thế thì nó không thực sự là tương xứng với một cái máy tính bảng giá rẻ như thế này về cái mức giá. Cũng rất may là bây giờ chúng ta có thể mua những cái món phụ kiện bên ngoài với chi phí tốt hơn rất là nhiều, và tìm mua những cái link phụ kiện cho cái máy tính bảng này thì cũng không hề quá khó. Bởi vì bản chất thì tuy rằng nó là cái mẫu mã ra mắt rất là lâu rồi và cái thiết kế này cũng thật sự rất là cũ, nhưng nó vẫn có thể tận dụng lại được những cái phụ kiện từ trước đây. Và bây giờ các bạn cũng có thể mua tại rất nhiều những cái đại lý chính hãng hay thậm chí là trên sàn thương mại điện tử với mức giá là cực kỳ rẻ. Thế nên các bạn có thể tham khảo về cái yếu tố này. Và cái cuối cùng thì chắc chắn là nó đến từ hệ thống loa hay là cái thời lượng pin của nó, thì bây giờ cũng có thể nói là vẫn đủ tốt nhưng không thực sự là quá xuất sắc nữa rồi. Và đấy là những thứ chúng ta sẽ phải đánh đổi. Thế thì bù lại chúng ta có những cái gì? Cái yếu tố chắc chắn đầu tiên nó vẫn là yếu tố hiệu năng và sử dụng có thể về lâu về dài. iPad thì có thể các bạn không tin nhưng bây giờ có rất nhiều người vẫn còn đang dùng con iPad E2 từ 2010 mấy ta, mình không nhớ 2014 hay 2015 nữa, hay là 2013 nữa, lâu quá rồi. Và đến bây giờ họ vẫn dùng những cái tác vụ cơ bản một cách ok. Thế thì với một cái iPad Gen 9, nó mới ra mắt chỉ khoảng 2-3 năm, và nó đang chạy con Apple A13 Bionic tương tự như là con iPhone 11 Pro Max các thứ, thì tự tin với các bạn là cái iPad này vẫn còn phải sử dụng được thêm tầm 5-6 năm nữa, vẫn cứ phải gọi là bét nhè. Mua mới chưa đến 7 triệu mà dùng được 5-6 năm, tính ra chi phí quá tốt đúng không? Và với hiệu năng của con Apple A13 thì con máy tính bảng này có thể tự tin thì các bạn kể cả là quẩy những tựa game cũng cứ là ngon lành hết. Cho dù là bắn súng nha, kiểu PUBG Mobile, hay là cho dù chơi những tựa game mobile kiểu Liên Quân thì nó vẫn cứ là ok hết. Đấy là cái giá trị mà không thể nào phủ nhận. Tiếp theo đó là cái trải nghiệm với iPadOS. Thì đương nhiên là iPadOS trên cái máy tính bảng này thì nó cũng chỉ là một cái nền tảng cơ bản thôi. Nó không khác gì quá nhiều so sánh với cả iPhone với iOS đâu. Nhưng mà ít nhất là chúng ta vẫn sẽ có thể chạy được hai ứng dụng cùng một lúc, hay là một cái ứng dụng chạy full rồi một ứng dụng nó sẽ chạy theo kiểu dạng cửa sổ nhỏ nhỏ kiểu như này này. Đấy.
Thì đấy, các bạn cũng có thể tham khảo, đây vẫn là một cái thứ nó khác biệt so sánh với iPhone. Khi mà chúng ta với iOS thì không thể nào chạy được hai ứng dụng cùng lúc, thì nó cũng là một cái giá trị tiếp theo để các bạn có thể làm được nhiều thứ hơn. Hay là các bạn có thể kết hợp với cái bút Apple Pencil rồi, hoặc là những cái bút đến thứ ba, để các bạn có thể viết take note trên cái máy tính bảng này một cách khá là dễ dàng, và cái độ mượt cũng như là cái trải nghiệm viết với bút thì nó cũng khá là phê. Rồi chúng ta vẫn có một cái nền tảng hệ điều hành để tối ưu cho một vài những cái trải nghiệm liên quan đến edit, kiểu edit video, edit hình ảnh, thì cũng có khá nhiều ứng dụng mà nó chỉ chạy tốt được trên cái nền tảng iPadOS này thôi. Thế thì các bạn nghĩ sao? Cá nhân mình đánh giá thì iPadOS nó là cái điểm gì đấy giữ chân người dùng với những cái máy tính bảng đến từ Apple. Bởi vì bản chất thì ứng dụng đã được tối ưu nó là một chuyện, và cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng thì nó cũng là một cái câu chuyện khác, nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thậm chí chúng ta còn có nhiều cách tương tác với nó hơn nữa cơ. Ví dụ đây nhé, các bạn đang vào ứng dụng các bạn có thể vuốt ra như những cái iPhone, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn nút Home mà. Bấm vào đấy. Hay là các bạn có thể dùng cái nút Home này với Touch ID để mở khóa máy của nó cũng khá là nhanh, chấp nhận được. Rồi chúng ta vẫn có đầy đủ jack cắm tai nghe 3.5mm, điều mà những con iPad mới bây giờ hầu như là bỏ đi hết rồi. Những con iPad Air các thứ thì đâu còn. Thì đây vẫn là một cái dòng cơ bản, và với cái jack tai nghe 3.5mm như thế này thì các bạn có thể kết nối những tai nghe cắm dây để chúng ta phục vụ cho những công việc đặc thù mà các bạn cần đó. Hay là với cái yếu tố liên quan đến một cái iPad mới ra mắt thì nó cũng có cái camera selfie ở đây này các bạn này. Đấy, góc rộng cực kỳ rộng để các bạn có thể hỗ trợ những cái tính năng liên quan đến căn chỉnh gương mặt và chính giữa của cái màn hình khi chúng ta video call, và giúp cho cái gương mặt, góc mặt của chúng ta trở nên ok hơn. Đây các bạn có thể thấy chế độ bình thường này đó, và chế độ góc siêu rộng này, góc nó rộng đến mức độ là như thế nào đấy, cái mặt mình vào trong cái góc hình được luôn, đèn đó mà rất xa nhưng nó vẫn thu hết được vào đây, thì các bạn có thể hiểu là nó như thế nào. Ok, pin thì vẫn, cá nhân mình đánh giá thì vẫn đủ dùng, không thực sự là quá xuất sắc nữa, và cơ bản thì vẫn cứ thoải mái dùng khoảng 2-3 ngày, nếu mà dùng ít thì mới cần phải sạc lại. Nên lưu ý nhé, nó dùng cổng Lightning. Thế tóm lại với cái iPad này, rõ ràng là với cái tầm giá quá rẻ cho một cái máy tính bảng chạy mượt và hệ điều hành thật sự là rất là ok để chúng ta trải nghiệm đúng nghĩa với một cái iPad, với một cái máy tính bảng, thì các bạn có chấp nhận được những yếu tố liên quan đến thiết kế, liên quan đến cái màn hình của nó hay là không? Với mình thì nếu như mình chỉ có tầm này tiền thì mình sẽ cảm thấy hài lòng được với cái máy tính bảng này, ít nhất là với cái nhu cầu cơ bản. Còn đương nhiên các bạn muốn có những thứ gì đấy nó mới mẻ hơn, màu mè hơn các thứ, thì những chiếc tablet chạy Android nó sẽ có thiết kế mới hơn và sẽ có nhiều thứ nó mới mẻ hơn một chút. Nhưng mà để mượt và ổn định cũng như là dùng sướng như thế này thì chưa chắc đâu nha. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.